Ok, các bạn ơi, bây giờ tôi đang ở nhà hàng Kim Sơn đây các bạn. Nhà hàng Kim Sơn vừa mua thức ăn về để tối nay nhậu. Nhậu với nước ngọt chứ không phải nhậu với bia đâu nha các bạn. Nhậu với nước ngọt. Tại sao? Tại vì tôi là một người uống tửu rượu rất là nhẹ. Từ rượu của tôi là uống nửa nửa lon bia là xỉn rồi các bạn biết không? Rất là nhẹ okay. Cho nên look at this Mandarin Kitchen đi ăn đi ngang qua cũng đông khách đây. Hy vọng they're doing good business because everyone needs to survive in this COVID scandemic, okay? So right now is 8:06 p.m. 8:06 p.m. and it's getting dark. Before it was 9 p.m. to get dark, now it's only 8:06 and it's already dark. Why? Because summer is ending. Summer is ending and fall is here and pretty soon time change. What? 2:14? This is way too much. Gas price is 2:14. I just saw earlier today it was only 2:09. I guess it is increasing, but no one's traveling. Oh, hôm nay thứ sáu là đi ngang ngang cái này có thằng nào nó chơi tennis ở đây không ta? Đám Việt Nam mình đó. Thứ sáu này chơi tennis. Tôi đang ở trên đường này là đường 90 nè. Whoa, something. Bé này nó stop. Bé này nó stop. Man, that dude. Brave. They walk without caring if someone's gonna hit him or not. Mexican dude. Asking for trouble, man. Some. When you cross the street, you gotta look around, right? You look back, see if anyone's turning. This dude just walks straight and luckily this car they stopped on it. Oh my god, thơm quá. You know what's in my car right now is chả giò và yes, tennis, Sun Tennis 90th and Portland, they are playing. Yep. Oh yep, they are playing. Only a month or two more then it's all cold and shut down. So for 4 or 5 years I never stopped out there to see it play, but during this COVID 19 pandemic scandemic we were quarantined at home, right, from March to May 31st, and during those time I did go out to Sân 90, Sân Tennis, huh? Coi tụi nó chơi đánh nhau mà đánh mấy lần tính mua cái tennis racket để chơi nhưng mà I decided not to because I knew I was gonna have to go back to work to do nails. So with nails, doing nails, I don't have time to play tennis. So decided to stop. Hồi xưa có chơi tennis nhưng mà thời này thì không, không chơi nữa. Cho nên no more. Với lại giờ sự thật mà nói giờ chơi á, sợ cái nguy hiểm là trẹo chân hay là bong gân hay gì đó. Oh my god, cái da mặt của tôi này. That's just oil, okay? Nothing, it's not fake, okay? Da mặt bóng hay sao không? Cái dầu mồ hôi không á? Oh, rain. Đang mưa rain nè. Các bạn biết tại sao tôi đang record không? Tôi đang record là lý do là in this life, cái chuyện quan trọng nhất để lại cho đời á là những cái lời ăn tiếng nói và văn chương của mình, ok?
và thứ hai là hình hài, hình ảnh và phim của mình nó kém. Cái đó là một bài học tôi học rất quý giá của ông Father of Motivational Speaking, tức là ông Jim Rohn, ok? Jim Rohn, đánh vào là R-O-H-N, Jim Rohn, ok? Và hồi xưa là ông thời ông mà thời 70, 1970 này nọ, phải không? Ông nói là the most important things you leave behind are your words and your pictures. That's what he said, ok? Nhưng mà that's 1970, right? Bây giờ là 2020, tức là 50 năm sau rồi, không? 70, 45, 50 năm sau. Thì bây giờ mình có YouTube, cho nên mình vlog, mình vừa nói chuyện mà vừa thâu hình. Cho nên mình để những lời văn của mình hoặc là những lời chém gió của mình lại và hình hài phim của mình lại thì rất là hay rồi đấy. Đó, cho nên tôi đi đâu tôi cũng thâu, tôi cũng nói chuyện Bibo, ABC đủ thứ hết đó. Đây, về tới tiệm rồi. Cái tiệm này là cái tiệm máy in tiền đây các bạn ơi. Cái máy in tiền mini của tôi. Vợ tôi đang làm việc trong đó. Oh my god. Ok, bye bye.